Xin chào các bạn, trên tầm mình đây là chiếc Realme Nazo 50A Prime Một chiếc máy có tên rất dài và nó cũng rất đáng mua trong cái tầm giá chỉ là hơn 3 triệu đồng mà thôi Thông thường các bạn cứ nói rằng là hơn 3 triệu thì nó phải tầm 399 đúng không? Nhưng không các bạn ạ, chiếc Realme Nazo 30A, à không, 50A Prime này Nó chỉ có mức giá là 3 triệu 190 nghìn đồng đang có những chương trình flash sale mà thôi Vậy tại sao một chiếc máy này lại đáng mua thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn Let's Go. Nếu các bạn đang quan tâm tới smartphone thì đừng quên ghé qua hệ thống Di Động Việt Di Động Việt đang phân phối rất nhiều dòng smartphone khác nhau với mức giá cực kỳ hấp dẫn dành cho các bạn Link cụ thể về chương trình khuyến mãi giảm giá bán hàng như thế nào thì mình sẽ để ở phần bình luận cũng như là phần mô tả của video ngày hôm nay À, trước khi mà nói về cái chiếc Nazo 50A Prime này thì mình sẽ muốn sâu cho các bạn một tí xíu về những cái phụ kiện phụ kiện ở trên cái 50A thì mình thấy rằng là nó rất bảo vệ môi trường chúng ta chỉ được tặng kèm sách trong xe sử dụng này à, không hiểu tại sao mà bên này chặt gỗ rồi mà lại bảo vệ môi trường người ta đấy và duy nhất một cái sợi cáp USB Type C mà thôi à, Bảo vệ môi trường ha Không tặng adapter sạc Nhưng mà lại chặt rất nhiều gỗ Để làm một đống sách hướng dẫn sử dụng như thế này Thì cũng không hiểu được là các bác Bên nhà Realme đang nghĩ cái gì Nhưng mà thôi Mình sẽ xin phép là trang trí lại một tí xíu Đó Thấy đẹp chưa Và cái chiếc Realme Nazo 50A này Nó cũng rất đẹp các bạn ạ cái mặt lưng các bạn có thể thấy rằng là nó sẽ đi theo cái trend là vuông vức đúng không này cái phần này được làm rất là vuông này rồi là cái viền xung quanh cũng được làm vuông nhìn vào nó rất đẹp nó rất sexy các bạn ạ y chang như có lời trên cái chiếc Realme C35 nhưng cái sự khác biệt giữa C35 và cái chiếc máy này đó là cái cụm camera thì ở cái cụm camera này á kích thước của nó sẽ to hơn cái to như thế này thì mình thấy rằng là nó cũng tùy vào góc nhìn thôi mình thấy thì nó cũng tương đối là cân xứng với cái bề ngang của chiếc 50A Prime này còn có bạn sẽ bảo rằng là ở nhìn nó hơi thô một tí xíu nhỉ thì cái đó các bạn thích hay là không thích thì có thể là comment cho mình biết với nha và bên cạnh cái cụm camera thì sẽ có thêm một cái vòng được bao trọn phía trên như thế này nữa nhìn vào thì nó cũng đẹp nó cũng bắt mắt đấy và một cái điểm lưu ý nha là cái phần mặt lưng của chiếc RIMINAZON 50APRIL này thì nó chỉ được làm từ nhựa bóng thôi chứ không phải là nhựa nhám cho nên là anh em nào mà giữ không kỹ á, thì có thể rằng là nó sẽ bị chảy xước sau một thời gian sử dụng thì anh em cần phải lưu ý về cái vấn đề này nha về cảm giác cầm nắm thì tất nhiên là một chiếc máy mà nó làm hơi vuông vức thì cảm giác cầm nắm nếu mà không có ốp lưng thì nó sẽ hơi cấn tay nhẹ một tí xíu ha à, cho nên là nếu mà để gọi là cảm giác cầm nắm thoải mái thì mình không đánh giá cao ở trên chiếc Realme Nazo 50A Prime. Nhưng mà cái gì thì chúng ta cũng sẽ phải chấp nhận thôi. Cái máy này có giá có hơn 3 triệu à thì cũng không thể đòi hỏi gì hơn quá là nhiều được. Về cái thiết kế mặt trước thì với cái tầm giá khoảng 3 triệu thì viền như thế này cũng là ok rồi. Cũng không thể đòi hỏi gì hơn được anh em. Còn màn hình dạng giọt nước tầm như thế này cũng không có điểm gì phải chê quá là nhiều ca. Và chất lượng màn hình là một cái điểm cộng rất lớn ở trên chiếc Nazo 50A Pro nha. Nó sẽ không có tần số quét là 90 hay là 120 đâu. Nhưng mà sẽ có độ phân giải là Full HD cộng các bạn ạ chất lượng màn hình IPS LCD ở trên chiếc máy này không có điểm gì phải chê cả góc nhìn cực kỳ là tốt này độ sáng màn hình lên tới là 600 nit này rồi là màu sắc thì nó cũng sẽ thiên hướng về cái trải nghiệm là trung thực á nhưng có một cái điểm mà mình không thích ở đây là gì khi mà chúng ta nhìn vào giao diện các bạn thấy không nó lại là những cái ứng dụng bên Google chứ không phải là ứng dụng ở bên nhà Rumi tự phát triển do đó thì chúng ta sẽ không có tính năng ghi âm của gọi tự động các bạn ạ mà các bạn sẽ phải bật thủ công á. cái này mà anh em nào mà làm việc á, thì cũng sẽ là một cái điều gì đó rất là mệt mỏi nếu mà cần ghi âm của gọi tự động ha cái đó thì anh em cần lưu ý này nếu các bạn cần ghi âm của gọi tự động thì hãy né xa những chiếc máy mà có cái Ờ, ứng dụng gọi điện thoại đến từ nhà Google ha Mình không hiểu tại sao mà bên nhà Nazo lại sử dụng cái ứng dụng như thế này nha Đáng lẽ ra họ nên sử dụng những cái ứng dụng do họ phát triển thì nó ngon hơn rất là nhiều rồi đúng không Và về hiệu năng thì ở trên Nazo 50A Prime Cái phiên bản thấp nhất có giá bán là 3 triệu 190 nghìn đó Thì chúng ta sẽ có 4GB RAM và 64GB bộ nhớ trong Và đây mình sẽ show luôn cho các bạn này Ở trong cái phần là giới thiệu điện thoại nha Phiên bản của mình là có 4GB RAM Nhưng không có thêm cái phần là nâng cấp thêm RAM ảo đâu Có bao nhiêu RAM thì sẽ sử dụng bấy nhiêu Chứ không có thể nâng cấp lên được nha à, Và ở trên chiếc Realme Nazo 50A Prime này Thì nó đang sử dụng cái phiên bản là Realme UI R Edition Với giao diện tùy biến dựa trên hệ điều hành là Android 11 các bạn ạ. À. Về cái trải nghiệm khi mà mình vuốt chạm ở trên chiếc Nazo 50 Pro thì với cái vi xử lý là Unisoc T612 á thì nó mang đến những cái trải nghiệm cơ bản cũng rất là mượt mà. Các bạn thấy rằng là những cái gì mà mình bấm phát là nó bắt đầu nó phản hồi ngay lập tức luôn đúng không? Đó, như thế này là ok rồi. Tầm giá 3 triệu thì chúng ta cũng không thể đòi hỏi gì hơn quá là nhiều đâu. Mình cũng mới cầm chiếc máy này được một thời gian ngắn cho nên là cũng chưa thể chắc chắn với anh em rằng là sau một thời gian dài nữa thì nó sẽ còn mượt như thế này được hay không nhưng chỉ ít là thời điểm hiện tại thì nó cũng mượt nhưng mà mình nghĩ rằng là những chiếc điện thoại Android thậm chí là iOS cũng vậy sau một thời gian dùng thì kiểu gì nó chả lát. và tầm giá 3 triệu thì cũng sẽ phải chấp nhận về cái điều này nha nhưng mà mình công nhận rằng là năm nay thì những con chip Unisoc mà ví dụ như là dòng T6 series á, thì họ làm cũng tương đối là ngon rồi đó ví dụ như là T606 này hoặc bây giờ là T612 này nó thì mình thấy rằng là làm cũng được à, về những cái tính năng chụp ảnh ở trên chiếc Nazo 50A thì mình thấy rằng là nó cũng chỉ mức là cơ bản thôi Đủ để các bạn có thể là sử dụng Chúng ta có một vài những cái tính năng nhỏ nhỏ Và tất nhiên là cái camera chính của chiếc Nazo 50A Prime Thì nó sẽ có cả độ phân giải là 5 pixel nha Chúng ta sẽ có thêm hai cái cảm biến nữa Dùng để chụp ảnh macro cũng như là chụp ảnh xóa phông Viên pin của máy sẽ là 5000mAh Và hỗ trợ công suất sạc nhanh tối đa là 18W các bạn ạ Nhưng mà các bạn cần lưu ý nha Đây 18W này, chúng ta sẽ không được tặng kèm adapter sạc nhanh cho nên là nếu anh em nào muốn sạc nhanh mà chưa có sẵn adapter sạc ở nhà thì các bạn sẽ phải bỏ thêm một tí tiền mua về à, tất nhiên là sạc thì sẽ là thông qua cổng USB type C các bạn ạ. Còn về hệ thống loa thì tất nhiên là nó cũng chỉ có duy nhất một cái loa đơn ở phía dưới loa ngoài loa đơn thôi Chứ không có hệ thống loa kép stereo đâu Nhưng mà mình thấy rằng là trong cái tầm giá như thế này Thiết kế của Realme Nano 50A Prime thì phải gọi là rất đẹp, rất bắt trend này Hiệu năng với t 612 nó cũng ngon RAM 4GB cũng là ngon rồi Viên pin 5000mAh và cũng có hỗ trợ sạc nhanh Chỉ tiếc là không được tặng kèm củ sạc thôi Như vậy thì mình thấy rằng là cũng ngon rồi và rất đáng mua trong cái tầm giá khoảng hơn 3 triệu đồng ha. Còn các bạn, các bạn suy nghĩ gì về chiếc Riminazo 50A Prime và muốn bọn mình so sánh chiếc máy này với những sản phẩm nào thì có thể là comment ở phía dưới của video ngày hôm nay nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Còn bây giờ thì bye.